Các thông tin có liên quan đến Bắc Kinh, Đại sứ Trung Quốc, cuộc họp giữa Bắc Kinh EU tạo ra thành tựu hiệu quả. Hình ảnh quốc gia của Trung Quốc đang dần cải thiện trên thế giới. Trong khi đó, tại đặc khu hành chính Hồng Kông, một quan chức nói luật an ninh quốc gia hiệu quả trong việc ổn định tình hình. Còn đối với việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia khác, mối bất hòa hàng thập kỷ qua đã khiến cho Palestine phản đối Israel ký các thỏa thuận vùng vịnh. Trong khi đó, ông Trump hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia bình thường hóa quan hệ với Israel. Các thông tin khác sau đe dọa mới của ông Trump, ý rằng cảnh báo Mỹ đừng phạm sai lầm chiến lược. Thủ tướng Hy Lạp sẵn sàng đối thoại ngay lập tức với Thổ Nhĩ Kỳ ta sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Mở đầu bản tin sẽ là một thông tin liên quan đến tình hình ngoại giao của Bắc Kinh. Thưa quý vị, Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu Giang Minh hôm 15 tháng 9 cho biết cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc EU vào hôm thứ Hai đã tạo ra những thành tựu tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng chủ trì cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc EU vào tối thứ hai tại Bắc Kinh thông qua liên kết video với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ông Giang lưu ý ba thành tựu quan trọng đã đạt được trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo. <laughs> thành tựu đầu tiên là hai bên đã công bố chính thức ký kết hiệp định chỉ dẫn địa lý trung quốc eu thứ hai là đẩy nhanh đàm phán hiệp định đầu tư song phương và hoàn tất các cuộc đàm phán trong khuôn khổ này thứ ba là quyết định thiết lập đối thoại cấp cao về môi trường và khí hậu cũng như trong lĩnh vực kỹ thuật số để tạo ra quan hệ đối tác xanh và đối tác kỹ thuật số giữa hai bên ông giang giải thích rằng chỉ dẫn địa lý gis là một dấu hiệu được sử dụng để phân biệt các sản phẩm có nguồn gốc địa lý cụ thể ông nói thêm thỏa thuận gi sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên bởi hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm có mục đích nâng cao chất lượng và uy tín của hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng giả về hiệp định đầu tư song phương trung quốc châu âu ông giang cho biết một khi được ký kết có nghĩa là mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ thương mại song phương vì đây vốn là chủ đề cốt lõi của quan hệ kinh tế và thương mại trung quốc châu âu có tác động lớn đến việc nâng cấp quan hệ kinh tế và thương mại trung quốc eu trên cơ sở các bên cùng có lợi vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong chuyến thăm đến tỉnh Thanh Hải nằm ở tây bắc, khu tự trị Tây Tạng ngày 15 tháng 9 vừa qua, cố vấn chính trị hàng đầu của Bắc Kinh, Uông Dương kêu gọi nước này nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố những thành tựu đạt được ở các quận và huyện của khu tự trị này ông uông dương là thành viên ủy ban thường vụ cục chính trị trung ương cpc và chủ tịch ủy ban quốc gia hiệp thương chính trị nhân dân cppcc ông cho biết hội nghị chuyên đề trung ương lần thứ bảy về các công tác ở tây tạng là cuộc họp quan trọng được tổ chức vào thời điểm lịch sử khi trung quốc đang trong giai đoạn quyết định hoàn thành việc xây dựng một xã hội thịnh vượng về mọi mặt trong chuyến thăm của mình ở tỉnh Thanh Hải, ông Ung đã đến thăm các trường trung học cơ sở địa phương, các khu tái định cư, các điểm tôn giáo và đài truyền hình của huyện Goloc. Ông Ung cũng cho biết Ủy ban Trung ương CPC đã đặt ra một loạt nhiệm vụ chính để thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài ở Tây Tạng và các quận và huyện của Tây Tạng. Ông nói thêm những nhiệm vụ này đòi hỏi sự kết hợp của cả việc hoạch định và thực hiện chính sách ông cũng nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ sinh thái trước khi phát triển ổn định nông nghiệp địa phương kinh tế thùng lũng sông và ngành du lịch củng cố kết quả xóa nghèo để ngày càng có nhiều người tiến bước lên con đường làm giàu Quý vị thân mến, phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Matthew John Kim Chung, một quan chức cấp cao trong chính phủ Hồng Kông cho biết, luật an ninh quốc gia đến nay đã có hiệu lực trong việc khôi phục tính ổn định của đặc khu hành chính. Ông Kim Chung cũng cho biết, từ khi có hiệu lực, các chủ trương ủng hộ nền độc lập của Hồng Kông và sự cấu kết với các thế lực bên ngoài cũng như các hành vi bạo lực, coi thường luật pháp và trật tự đã giảm xuống rõ rệt ngoài ra theo ông Kim Chung bộ luật này rất quan trọng trong việc đưa Hồng Kông trở lại đúng hướng và bảo vệ chủ quyền an ninh và lợi ích phát triển của đất nước đồng thời cho biết thêm rằng sự độc lập về tư pháp, các quyền và tự do hợp pháp của người dân Hồng Kông vẫn sẽ được bảo vệ và tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn theo luật cơ bản và các quy định liên quan của hiệp ước quốc tế được áp dụng cho Hồng Kông Hồng Kông sẽ tiếp tục phát triển như một trung tâm tài chính thương mại quốc tế đầy sôi động cởi mở với tương lai thịnh vượng và ổn định Trước đó vào hôm thứ Hai, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khai mạc phiên họp thường kỳ lần thứ 45 tại Geneva. Phiên họp sẽ kéo dài hơn 3 tuần cho đến ngày 6 tháng 10. Chuyển sang một thông tin về tình hình nước Mỹ, trong một sự kiện được tổ chức trực tuyến bởi Hội đồng Đại Tây Dương, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 đã một lần nữa khẳng định rằng ông sẵn sàng trở thành một phần của chính quyền Tổng thống Donald Trump nếu ông Trump tái đắc cử vào ngày 3 tháng 11, mặc dù không nói cụ thể là ông hứng thú với vai trò gì. Cũng trong ngày 15 tháng 9, ông Pompeo cho biết ông đã cố gắng hết sức để đảm bảo mối quan hệ của mình với ông Trump là vững chắc và khẳng định mình không phải là nịnh thần của ông Trump khi các quan điểm mà ông đưa ra không phải lúc nào cũng được tổng thống phê duyệt. Ông Pompeo, 56 tuổi, nổi tiếng là một người trung thành, người sẽ không thách thức tổng thống và không nói những gì ông Trump không muốn nghe. Một kỷ luật có lẽ đã được rèn luyện tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, nơi ông Pompeo theo học. Ông Pompeo cũng nhắc lại nếu ông Trump tái đắc cử, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Gánh nặng kinh tế căng thẳng với Trung Quốc là các vấn đề hàng đầu mà Nhà Trắng phải đau đầu để đối phó. Và đó là một chặng đường rất dài xin được chuyển sang các thông tin có liên quan đến thỏa thuận bình thường hóa của Israel và các quốc gia vùng vịnh khác. Việc này rõ ràng là một tin vui cho các quốc gia quan tâm đến nhà nước do thái. Tuy nhiên, Palestine, đất nước đã đối đầu với Israel trong nhiều thập kỷ, đã bày tỏ thái độ không bằng lòng ra mặt với các thỏa thuận của Israel trong thời gian gần đây. Theo đó, ngày 15 tháng 9, hàng trăm người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel mà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Bahrain đã ký kết trong một buổi lễ diễn ra tại Nhà Trắng. Người biểu tình ở Gaza đốt áp phích của các nhà lãnh đạo vùng vịnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hầu hết các quốc gia Ả Rập đã không công nhận Israel hoặc có quan hệ ngoại giao hoặc kinh tế chính thức với nước này vì họ coi đó là việc Israel cản trở nguyện vọng của người Palestine về một nhà nước riêng của họ. Việc UAE và Bahrain quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel đã phá vỡ nhiều thập kỷ đồng thuận trong các quốc gia Ả Rập là thỏa thuận hòa bình với Palestine phải là một điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa quan hệ với Israel. Thủ tướng Palestine Mohammed Steyed cho rằng việc ký thỏa thuận với Israel sẽ đánh dấu thêm một bước lùi trong quan hệ giữa hai nước vốn đã bế tắc từ lâu không chỉ những người Palestine mà những người ủng hộ chính nghĩa và đứng về phía quốc gia này tại Baghdad, Iraq đã tập trung tại đại sứ quán Palestine vào thứ ba ngày 15 tháng 9 để bày tỏ sự không đồng tình với thỏa thuận bình thường hóa giữa các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Israel. Hàng chục người đàn ông hầu hết là các giáo sĩ đã ghi lại những bất bình của họ trong một cuốn sách do đại sứ quán cung cấp và lắng nghe bài phát biểu của đại sứ Palestine tại Iraq. Ông Ahmed Ajil, đại sứ Palestine tại Iraq, nói rằng sự kiện này là quan trọng để gây áp lực lên những người ra quyết định và đưa vị thế của quốc gia Ả Rập nghiêm túc và hiệu quả hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã ký hiệp định bình thường hóa với Israel tại một buổi lễ tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 9. Việc Israel bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh đã khiến cho người Palestine cảm thấy bị bỏ rơi. Thất vọng trước việc người Palestine từ chối tham gia các cuộc đàm phán do tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, Nhà Trắng đã tìm cách bỏ qua tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, hy vọng họ sẽ coi các thỏa thuận với UAE và Bahrain là động lực để quay lại đàm phán. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 cho biết, ông dự kiến Ả Rập Xê Út sẽ nằm trong số 7 đến 9 quốc gia vùng vịnh khác, sẽ tiếp tục ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel sau động thái của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain tại một buổi lễ ở Nhà Trắng trước đó. Israel đã ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các quốc gia vùng vịnh thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, được coi là một bước đột phá về ngoại giao. Các thỏa thuận được gọi là Hiệp định Abraham được ký kết bởi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Ngoại giao tiểu vương quốc Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan và Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Abdulatif al Zayani trong một buổi lễ tại Nhà Trắng. Sau đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng những thỏa thuận này chứng minh rằng các quốc gia trong khu vực đang thoát khỏi những cách tiếp cận thất bại trong quá khứ. Người dân Trung Đông sẽ không còn lấy cớ là sự căm ghét Israel cho chủ nghĩa cấp tiến hoặc cực đoan. UAE và Bahrain là các quốc gia Ả Rập thứ ba và thứ tư bình thường hóa quan hệ với Israel, mặc dù quốc gia này chưa đạt được giải pháp cho tranh chấp cố hữu với người Palestine. Các hiệp ước hòa bình cuối cùng với Israel đã được Ai Cập ký kết vào năm 1979 và Jordan vào năm 1994, trong khi thủ tướng Netanyahu tham dự lễ ký kết hôm thứ ba, UAE và Bahrain đã cử ngoại trưởng của họ thay vì nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ trong một diễn biến khác iran đã yêu cầu các quốc gia ả rập vùng vịnh nhận trách nhiệm và quyết định bình thường hóa quan hệ với israel dù không nhắc trực tiếp đến các quốc gia này song phát ngôn viên chính phủ ali japie cho biết iran coi đây là một sự can thiệp đầy nguy hiểm của chủ nghĩa zionist trong khu vực và những quốc gia quyết định ủng hộ cho sự can thiệp này phải chịu trách nhiệm Trước đó, Bahrain vào thứ Sáu tuần trước đã tuyên bố sẽ tiếp bước UAE và bình thường hóa quan hệ với Israel một phần do lo ngại chung với Iran. Trong khi Hoa Kỳ, Israel, UAE và Bahrain ca ngợi các động thái ngoại giao là một bước tiến quan trọng đối với nền hòa bình và sự ổn định ở khu vực Trung Đông, thì người Palestine lại coi đó là một sự phản bội. Còn đối với căng thẳng giữa Mỹ và Iran, sau dòng tweet đầy thẳng thắn trên trang Twitter cá nhân của Tổng thống Donald Trump rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran chống lại Washington sẽ phải nhận lại đòn đáp trả lớn hơn gấp 1.000 lần. Cảnh báo này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn tin đói Tehran đã vạch âm mưu ám sát đại sứ Mỹ ở Nam Phi trước cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11. Đáp trả Tehran tuyên bố Mỹ có thể phạm sai lầm chiến lược khi đưa ra cảnh báo như vậy. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của chính phủ Iran, ông Ali Jabbari, nói với các phóng viên ngày 15 tháng 9 rằng: "Chúng tôi hy vọng họ không phạm phải sai lầm chiến lược mới. Chắc chắn trong trường hợp có bất kỳ một sai lầm nào, họ sẽ phải nhận lại sự đáp trả kiên quyết của Iran." Cụ thể trên Twitter, ông Donald Trump đã tuyên bố, theo thông tin trên báo chí, Iran có thể đang lên kế hoạch về một cuộc ám sát hoặc một cuộc tấn công khác chống lại Mỹ nhằm trả thù vụ giết thủ lĩnh khủng bố Qasem Soleimani. Hồi tháng 1 năm nay, tướng Iran Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào xe chở ông bên ngoài sân bay Baghdad. Hiện nay, Washington đang muốn mở rộng lệnh cấm vũ khí nhằm vào Iran sẽ hết hạn vào tháng 10 và muốn tái áp đặt cấm vận của Liên Hợp Quốc lên nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trước đó, ngày 14 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã từ chối bình luận về thông tin Iran âm mưu sát hại nữ đại sứ Mỹ Lana Marks, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran miêu tả thông tin này là vô căn cứ và nhằm mục đích tạo ra làn sóng chống Tehran trên thế giới. Tình hình ngoại giao của Mỹ và Iran trở nên ngày một xấu đi khi Tehran nhiều lần lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tướng Soleimani, coi đây là một hành động khủng bố chính trị. Nước này đã mở các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào hai căn cứ các quân Mỹ đồn trú ở Iraq, khiến hơn 100 binh sĩ Washington bị thương mới đây hy lạp cho biết họ đã sẵn sàng đàm phán với thổ nhĩ kỳ về vấn đề tranh chấp trên biển địa trung hải nếu ankara tiếp tục tự tách mình ra khỏi cuộc khủng hoảng sau khi đã rút một tàu thăm dò khỏi khu vực tranh chấp gây ra căng thẳng kéo dài và làm dấy lên những lo ngại về khả năng leo thang quân sự trong khu vực vào chủ nhật 13 tháng 9, chưa đầy 2 tuần trước khi các nhà lãnh đạo EU thảo luận về cuộc khủng hoảng, tàu Eurus Reis đã quay trở lại cảng. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc tàu sẽ hoạt động trở lại sau khi được bảo dưỡng định kỳ, song một quan chức cấp cao nước này cho biết có thể sẽ giữ tàu ở lại cảng lâu hơn để mở đường cho một hy vọng ngoại giao. Về phía Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ sẵn sàng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi không còn dấu hiệu leo thang căng thẳng sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau là những điều kiện cơ bản cần có cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp như tôi đã nói rất nhiều lần trước đây sự kết thúc của các hành động khiêu khích đồng nghĩa với việc mở ra hy vọng cho các cuộc đàm phán vì vậy nếu chúng tôi cảm nhận được thiện trí lâu dài này chúng tôi sẽ sẵn sàng ngay lập tức nhấn mạnh là ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán với thổ nhĩ kỳ Hai nước đã trên bờ vực nối lại các cuộc đàm phán về việc phân định các khu vực biển vào tháng trước dưới sự hòa giải của Đức. Song Thổ Nhĩ Kỳ đã đơn phương phá bỏ động thái này sau khi Hy Lạp và Ai Cập ký một thỏa thuận mà Ankara cho rằng đã vi phạm các quyền lợi chính đáng của họ. Các quan chức quân sự của cả hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán gỡ rối riêng biệt tại trụ sở NATO vào hôm thứ Ba. Các cuộc đàm phán được cho là sẽ ngăn chặn bất kỳ sự cố nào trên biển có thể gây ra xung đột, song không được mong đợi để giải quyết các tranh chấp thực tế. Mới đây, Đức tuyên bố sẽ tiếp nhận hơn 1.500 người tị nạn và 150 trẻ vị thành niên, không có người thân sống trên đảo Lesbos của Hy Lạp sau khi trại tị nạn Moria tại đây bị thiêu rụi. Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz cho biết, Liên minh cánh tả của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí tiếp nhận số người di cư trên. Ngoài ra, Đức cũng đồng ý nhận thêm những gia đình có trẻ nhỏ đã xin được quy chế tị nạn tại Hy Lạp, dù không sống tại trại Moria. <laughs> Đây là một hành động, một biện pháp mà Đức đang thực hiện với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm lớn ở châu Âu và tất nhiên rõ ràng đây chưa phải là dấu chấm hết cho trách nhiệm của châu Âu. Chúng tôi đã làm việc cực lực để đạt được điều này và Đức tất nhiên cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ nếu phù hợp với sức lực và quy mô mà chúng tôi đang có. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Athens. Trong đó, ông hối thúc 27 nước thành viên EU có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng người di cư. Ông nhấn mạnh điều cần làm là tăng cường kiểm soát biên giới, thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước thứ ba vì châu Âu không thể một mình giải quyết mọi vấn đề. Các nước châu Âu đã đứng trước thách thức mới trong việc chia sẻ gánh nặng người di cư sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại Moria. Ngoài Đức, Pháp trước đó đã tuyên bố tiếp nhận 150 trẻ vị thành niên tại trại Moria, trong khi một số quốc gia liên minh châu Âu EU khác cam kết nhận tổng cộng 100 trẻ vị thành niên cũng tại trại này. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, vừa qua, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đã ký một hợp đồng trị giá 129,4 triệu euro để sản xuất một con tàu vũ trụ. Đây là một phần của dự án hợp tác với NASA để khám phá cách làm chệch hướng một tiểu hành tinh có khả năng đâm vào trái đất và đe dọa sự sống trên hành tinh. Ông Rolf Dancing, giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu ESA cho biết, dự án này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử loài người. Cho đến giờ, nhân loại vẫn luôn bất lực trước tác động của các tiểu hành tinh và các vật thể khác quay quanh trái đất, trong khi có cả công nghệ cũng như nguồn lực để bảo vệ chính mình. Vì vậy, chúng tôi đang lên một kế hoạch có ý nghĩa lịch sử. Trong vài năm tới, NASA sẽ tiếp cận hai tiểu hành tinh bằng cách phóng vào chúng một tàu thăm dò. Điều này sẽ tạo ra một miệng núi lửa và phát tán các mảnh vỡ. Chúng tôi dự kiến sẽ theo sát các mảnh vỡ này vào năm 2024 để có thể đưa ra những phân tích chính xác. Theo đó NASA dự kiến sẽ phóng một tàu vũ trụ vào tháng 6 năm 2021 để va chạm với tiểu hành tinh Dimorphos để kiểm tra xem liệu có khả năng đẩy các vật thể đe dọa trái đất ra một quỹ đạo an toàn hơn không. Sau đó, ESA sẽ phóng tàu vũ trụ Hera của mình vào tháng 10 năm 2024 để lập tọa độ của hố và chạm và đo khối lượng của tiểu hành tinh, sau đó bay đến tiểu hành tinh Didymos vào cuối năm 2026 cho một cuộc khảo sát kéo dài 6 tháng. Nếu sứ mệnh của NASA thành công, ESA cho biết đây sẽ là thiên thể đầu tiên được dịch chuyển một cách có chú ý bởi bàn tay con người. Được biết, tiểu hành tinh Dimorphos, mối đe dọa của trái đất, có đường kính 160m, bằng chiều rộng của đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Theo ESA, nó có thể sang phản cả một thành phố nếu đâm vào địa cầu. Quý vị thân mến, ác hẳn khi nhắc đến nhà máy, chúng ta sẽ mường tượng ra hình ảnh của những người công nhân nam làm việc cực lực thế nhưng có ai ngờ được tại đất nước ả rập xê út xa xôi có một nhà máy mà tất cả các nhân viên từ quản lý tiếp thị đóng gói lái xe đến nhân viên giao hàng hóa đều là phụ nữ trước đây nhà máy này từng tuyển dụng lao động nước ngoài song cuối cùng chủ nhân của nó đã chuyển hướng để giúp nhiều phụ nữ gia nhập lực lượng lao động cô napta ansobea quản lý nhà máy cho biết cô cùng với các đồng nghiệp đã trở thành minh chứng cho thấy phụ nữ có thể thành công và làm việc ở tất cả các lĩnh vực giống như bất kỳ người đàn ông nào Thưa quý vị, với việc đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Hàn Quốc, các nhà hàng đang trở nên sáng tạo với các cách giao đồ ăn, trong khi vẫn tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Giống như một nhà hàng ý ở Seoul, Hàn Quốc, nhà hàng này không sử dụng các tiếp viên mà thay vào đó là các chú robot phục vụ. Được biết những chú robot này có thể mang trên mình khối lượng gần 30 kg, có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Ngoài ra thì nó còn có khả năng định vị và tạo lập hình ảnh giúp tránh chướng ngại vật khi đang di chuyển. Ali Yongjin, lãnh đạo nhóm kinh doanh nền tảng AI tại Tập đoàn Viện thông Hàn Quốc cho biết, robot được tích hợp công nghệ 5G để nâng cao độ chính xác và bảo mật, đồng thời có thể phục vụ tối đa 4 bàn một lần. Theo Meteo France, chiều thứ hai vừa qua là buổi chiều nóng nhất trong tháng 9 ở Pháp, khi nhiệt độ trên khắp nước Pháp đạt mức cao nhất theo mùa so với những tháng khác trong tháng 9. Nhiệt độ tối đa trung bình vào thứ hai ngày 14 tháng 9, trên 30 thành phố của Pháp đạt 33,4 độ C, mức cao nhất từng đo được vào tháng 9 từ năm 1947 đến nay. Chuyên gia thời tiết Christelle Robert của Meteo France cho biết, nắng nóng là do áp suất không khí tăng cao với các khối khí nóng ở bên dưới các chuyên gia cũng dự đoán tuần sau thời tiết ở pháp sẽ mát mẻ trở lại Trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, FBNC xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước. Sắp tới đây, kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình vì xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn phương lên tìm một tia sáng cuối đường hầm thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ điều ước Việt Nam a FBNC.vn hoặc hotline 096 39 FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thế giới hôm nay cũng đã hết. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.